Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Kính chúc quý vị có những giây phút thật thoải mái và nhất là có sự bình an. Trong những ngày vừa qua thì khí hậu miền Nam California khá ấm áp và chúng ta hy vọng khí hậu ấm áp cũng như việc chích vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiến triển nhanh hơn nữa để chúng ta qua được mùa đại dịch, thưa quý vị. Sau đây là những tin tức về Hoa Kỳ, trong đó có một vài tin đáng chú ý như sau. Tổng thống tân cử Joe Biden cho biết kế hoạch chi thêm 1.9 nghìn tỷ Mỹ Kim vào nền kinh tế bị đại dịch tàn phá. Tỷ lệ tiêm vaccine chống COVID-19 mới chỉ mới được có 1% ở tiểu bang California mà thôi. Hoa Kỳ cấm nhập bông từ khu vực bị Trung Quốc nhắm mục tiêu đàn áp. Thưa quý khán thính giả, bản tin đầu về Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống tân cử Joe Biden vừa cho biết ông sẽ bơm thêm 1.9 nghìn tỷ Mỹ Kim vào nền kinh tế đã bị đại dịch COVID-19 tàn phá. Kế hoạch kích thích kinh tế đã được Tổng thống Joe Biden tuyên bố hôm 14 tháng 5 cho biết là cần đầu tư táo bạo để kích hoạt nền kinh tế và đẩy nhanh tiến trình phân phối vaccine hầu kiềm chế được đại dịch COVID-19. Và năm ngoái thì ông Biden trong thời gian tranh cử đã hứa hẹn là sẽ đối phó với đại dịch một cách mạnh mẽ, và kế hoạch do ông đề nghị tìm cách biến cam kết của ông thành thực tế hành động với việc bơm tài lực vào nỗ lực chống đại dịch COVID-19 để phục hồi nền kinh tế. Ông nói, một cuộc khủng hoảng gây đau khổ cho loài người đã hiển hiện trước mắt chúng ta, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Ông đã nói như vậy vào giờ cao điểm trên truyền hình từ tiểu bang Delaware. Ông nói tiếp, chúng ta phải hành động và hành động ngay bây giờ. Kế hoạch cứu nguy gồm 415 tỷ Mỹ Kim để tăng cường cho chiến dịch chống virus COVID-19, chương trình phân phối vaccine, gần 1 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ gia đình và khoảng 440 tỷ để hỗ trợ tiểu thương và các cộng đồng bị tác động nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19. Và thưa quý khán giả, cũng trong cái bản tin này thì cho biết là phe Dân Chủ hiện nay kiểm soát cả lưỡng viện và hạ viện sẽ đứng sau ông Joe Biden. Theo kế hoạch này thì ngân phiếu hỗ trợ tài chính cho dân trị giá 1.400 tỷ Mỹ Kim sẽ được gửi đi thêm vào ngân phiếu 600 tỷ Mỹ Kim đã được Quốc hội chuẩn thuận thời Tổng thống Donald Trump. Tiền trợ cấp thất nghiệp phụ trội sẽ tăng từ 300 Mỹ Kim lên tới 400 Mỹ Kim mỗi tuần và có thể sẽ được gia hạn tới tháng 9 của năm nay, tức là năm 2021. Kế hoạch của Tổng thống tân cử Joe Biden có mục đích bắt đầu nhiệm kỳ của ông với một ngân khoản lớn để kích hoạt nghị trình ngắn hạn của ông là thúc đẩy kinh tế và kiểm soát con virus đã cướp mạng sống của gần 400.000 người Hoa Kỳ cho tới ngày 14 tháng 1 vừa qua. Nhiều nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đã chống đối việc chi ra quá nhiều tiền như vậy để hỗ trợ người dân. Trong khi đó, ông Joe Biden còn đối mặt với nhiều trở lực tương tự với các đề nghị do ông đề ra tiếp theo sau kế hoạch cứu trợ 900 tỷ Mỹ Kim mà Quốc hội vừa thông qua vào tháng 12 vừa qua. Nhưng ông được sự hậu thuẫn của các thành viên Đảng Dân Chủ sau khi đảng này giành được quyền kiểm soát cả lưỡng viện Hoa Kỳ, tức là Thượng viện và Hạ viện. Ông Chuck Schumer sẽ trở thành lãnh đạo khối đa số khít khao tại Thượng viện, và Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi tuần vừa qua cũng nói rằng kế hoạch cứu nguy của ông Joe Biden là cách tiếp cận đúng đắn và cam kết sẽ làm việc để thông qua luật này cách dễ dàng. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, Đảng Dân Chủ vừa kiểm soát lập pháp vừa kiểm soát hành pháp. Hành pháp là ông Joe Biden, còn lập pháp là Thượng viện và Hạ viện đều do Đảng Dân Chủ kiểm soát, mặc dầu 50-50 thượng nghị sĩ của mỗi bên Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, nhưng Phó Tổng thống sẽ là bà Kamala Harris là người quyết định. Nếu không phân chia thắng bại thì bà sẽ là lá phiếu quyết định, thì hầu chắc ông Joe Biden sẽ làm được rất nhiều việc mà ông muốn. Và có lợi cho quốc gia hay không, chúng ta chờ, thưa quý khán thính giả. Bản tin kế tiếp cũng nói đến việc ông Joe Biden sẽ mạnh mẽ thúc đẩy và kêu gọi cần tăng mức lương tối thiểu cho người dân.
Kế hoạch này sẽ gia hạn luật cấm tịch biên nhà và đuổi người thuê nhà tới tháng 9, tức là giúp cho những người thuê nhà, và bao gồm phụ cấp cho người mua cũng như thuê không khả năng để trả tiền nhà, đồng thời hỗ trợ tiền điện nước. Tổng thống Joe Biden còn kêu gọi Quốc hội hãy tăng mức lương tối thiểu lên là 15 Mỹ Kim một giờ và bao gồm tiền hỗ trợ để chống đói. Ông nói, tôi biết những gì tôi vừa mô tả sẽ tốn kém, nhưng không làm như vậy thì chúng ta sẽ phải trả giá rất cao. Ông Joe Biden đã nói như vậy và các nhà kinh tế cũng như các định chế tài chính ở phố Wall Street và các ngân hàng đều ủng hộ kế hoạch kích thích kinh tế nói trên của ông Joe Biden. Về tin liên quan đến đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ vừa báo cáo thêm các phản ứng dị ứng nghiêm trọng từ vaccine ngừa COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ hôm cuối tuần qua cho hay là đang cẩn thận theo dõi những phản ứng dị ứng đối với vaccine chống virus corona của công ty Pfizer và Moderna và yêu cầu các cá nhân có phản ứng nghiêm trọng chớ nên tiêm liều thứ hai. Trong cuộc họp trực tuyến với phóng viên thì cơ quan y tế công cộng của Hoa Kỳ nói phản ứng dị ứng xảy ra với tỷ lệ 11.1 trên 1 triệu liều tiêm. Tỷ lệ này nơi vaccine cúm thông thường là 1.3 trên 1 triệu liều tiêm. Các giới chức nói những phản ứng nghiêm trọng vẫn rất hiếm và nhấn mạnh đến sự cần thiết tiêm chủng cho mọi người khi có được vaccine vì đe dọa tử vong và bệnh nặng do virus corona gây ra hiện đang rất cao. Hiện nay COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 400.000 người Mỹ. Và cơ quan CDC nói đang theo dõi chặt chẽ những phản ứng dị ứng và có kế hoạch đăng lên trang mạng của cơ quan cập nhật hàng tuần. Cơ quan cũng thúc đẩy các nơi tiêm vaccine chuẩn bị không những đối với những phản ứng dị ứng nghiêm trọng, mà còn phải được huấn luyện cách chữa trị và biết được khi nào phải chuyển cá nhân này vào bệnh viện để được chăm sóc thêm. Và thưa quý khán giả, khi nói đến chỗ này thì cũng không phải vì thế mà chúng ta sợ, nên đi chích ngừa vaccine sớm có thể, bởi vì cái phần trăm, mặc dầu là Hoa Kỳ chúng ta rất kỹ, đặc biệt là vấn đề y tế, cho chúng ta thấy phần trăm như vậy kể là thấp lắm, thưa quý khán giả. Và cũng liên quan đến vấn đề chích vaccine thì tiểu bang California là tiểu bang mà chúng ta đang sinh sống đây, thì cái tỷ lệ tiêm vaccine chống COVID-19 chỉ mới được có 1%. Những trục trặc trong quá trình phân phối và những thách thức về khâu tổ chức sắp xếp đã làm chậm quá trình triển khai vaccine ngừa virus corona giai đoạn sơ khởi ở tiểu bang California, nơi mà các bệnh viện đang quá tải với số bệnh nhân không ngừng gia tăng. Tiểu bang California đang nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng ồ ạt với sự cấp bách mà tình hình và người dân đang đòi hỏi, nhưng cho đến nay, chỉ có khoảng 1% trong số 40 triệu cư dân tiểu bang đã được tiêm chủng mà thôi. Thống đốc của tiểu bang là ông Gavin Newsom cho biết California là nơi cộng đồng người Việt tập trung đông đảo nhất ở Hoa Kỳ và cũng chứng kiến số lượng người Mỹ gốc Việt bị ảnh hưởng nặng vì dịch COVID-19 so với các nhóm dân khác, đặc biệt là ở vùng vịnh San Francisco. Tờ báo The Los Angeles Times đã đưa tin như vậy. Và thưa quý vị, ở chỗ này chúng tôi cũng phải cho được mở ngoặc kép, miền Nam California, đặc biệt là thủ phủ Little đô Sài Gòn của chúng ta, cũng đang trong tình trạng khá nghiêm trọng. Tất cả chắc chắn là chúng ta đều chú ý đến việc này và chúng ta nên cố gắng để thúc đẩy con cái của chúng ta, cháu chắt của chúng ta, giới trẻ làm sao để tuân hành đúng và đừng có ào ào đi ra ngoài rồi ào ào đưa về nhà cho ông bà nội ngoại và cha mẹ, quý vị nhé. Và cũng theo bản tin trên thì Bộ Y tế công của tiểu bang California nói rằng khoảng nửa triệu liều vaccine đã được tiêm ở tiểu bang, chỉ chiếm 1/3 trong số hơn gần 1.3 triệu liều đã được nhận tại tiểu bang này cho đến nay mà thôi. Bước sang một bản tin khác, tổ chức CNOOC mà Hoa Kỳ nói rằng tổ chức này đã giúp Trung Quốc hiếp đáp láng giềng đưa vào danh sách đen. Chính quyền Mỹ hôm 14 tháng 1 vừa qua đã đưa tổ chức CNOOC của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế, tố cáo đại công ty dầu khí này giúp cho Bắc Kinh hiếp đáp các nước láng giềng tại Biển Đông.
Song song đó thì Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ cũng đưa thêm công ty có tên là Skyrisin của Trung Quốc vào danh sách MEU, gồm các công ty phục vụ mục đích quân sự, vì khả năng của công ty này chế tạo ra các sản phẩm quân sự bao gồm động cơ máy bay, cũng như việc này hạn chế họ tiếp cận hàng xuất khẩu Mỹ. Công ty CNOOC và đại diện pháp lý của Skyrisin chưa có bình luận về vấn đề trên. Tổng thống Donald Trump đã cam kết có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc từ khi nhậm chức vào Tòa Bạch Ốc. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, chính quyền của ông vẫn giữ nguyên sức ép nhắm vào điều mà Washington xem là nỗ lực của Bắc Kinh dùng các tập đoàn làm phương tiện để tận dụng công nghệ dân sự cho mục đích quân sự. Hành động của Trung Quốc liều lĩnh và thù nghịch tại Biển Đông và việc tích cực đẩy mạnh để có được tài sản trí tuệ cũng như công nghệ nhạy cảm cho những nỗ lực quân sự hóa là một đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ và an ninh của cộng đồng quốc tế. Đó là lời nói của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ ông Wilbur Ross. Các công ty trong danh sách phải được Bộ Thương mại Hoa Kỳ cấp phép đặc biệt trước khi có thể nhận được hàng xuất khẩu từ các nhà cung cấp vật liệu công nghệ cao của Hoa Kỳ. Nói đến điểm này, thưa quý khán thính giả, chúng ta phải cảm ơn Tổng thống Donald Trump, để tiếc rằng Tổng thống không còn tiếp tục để theo đuổi đúng cái mục đích mà chúng ta đều hỗ trợ. Bản tin khác về Bắc Kinh, liên quan đến Bắc Kinh, thưa quý vị, đó là Washington vừa tố cáo chính quyền Bắc Kinh tìm cách hiếp đáp các nước quyền ở trong cái vùng duyên hải Đông Nam Á. Hoa Kỳ từ lâu đã chống lại tuyên bố nới rộng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có nhiều tài nguyên. Washington đã tố cáo Bắc Kinh tìm cách hiếp đáp các nước ở Đông Nam Á. Trung Quốc nói là Mỹ tìm cách gây xáo trộn về tranh chấp chủ quyền trên biển tại khu vực này, và cũng tố cáo Mỹ nỗ lực gây bất ổn khu vực bằng cách gửi các chiến hạm và máy bay đến Biển Đông. CNOOC đã hành xử một công cụ hiếp đáp của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc để dọa nạt các nước láng giềng, và quân đội Trung Quốc tiếp tục hưởng lợi từ chính sách liên hiệp dân sự quân sự vì các mục đích xấu xa. Và thưa quý khán thính giả, đó là bản tin nói về những đòn có thể nói là gần như là sau cùng của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Và như chúng tôi nói ở phần trên, tiếc rằng Tổng thống không tiếp tục được trong Tòa Bạch Ốc để theo đuổi chính sách này mà hầu hết chúng ta đều ủng hộ. Một bản tin khác liên quan đến Trung Quốc nữa, thưa quý vị, đó là một giáo sư dạy ở trường nổi tiếng MIT của Hoa Kỳ ở tại Boston đã bị truy tố vì không khai báo các liên hệ với Trung Quốc. Nhà chức trách Mỹ vừa bắt giam truy tố một giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts, viết tắt là MIT, vì đã nhận tiền của nước ngoài hầu hết là từ Trung Quốc mà không có khai báo. Ông này tên là Geng Chen đã bị bắt hôm 14 tháng 1 tại gia, tức là tại nhà, và bị truy tố vì gian lận trong việc chuyển nhận tiền, không khai có tài khoản trong ngân hàng nước ngoài và khai gian hồ sơ thuế. Ông Chen là giám đốc phòng thí nghiệm Papalardo về micro nano của trường đại học MIT và cũng là giám đốc trung tâm chuyển đổi năng lượng mặt trời. Kể từ năm 2013, nghiên cứu của ông Chen được tài trợ hơn 19 triệu đô la từ các nguồn quỹ của liên bang. Trong cùng thời kỳ này thì ông được biết là đã nhận được gần 29 triệu đô tài trợ của nước ngoài, trong đó có 19 triệu đô từ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam. Và đại học này được thuộc Trung Quốc, thưa quý vị. Tội gian lận chuyển nhận tiền có thể bị phạt đến 20 năm tù, 3 năm quản chế và tiền phạt lên đến 250.000 đô la. Khai gian bị phạt đến 5 năm tù, 3 năm quản chế và phạt 250.000 Mỹ kim. Không tiết lộ tài khoản tại ngân hàng nước ngoài có thể bị kết án từ 5 năm tù và 3 năm quản chế cũng như phạt tiền 250.000 Mỹ kim. Đó là những gì mà Bộ Tư pháp cho hay. Một bản tin khác nữa, thưa quý khán thính giả, là Mỹ cấm nhập bông gòn từ khu vực bị Trung Quốc đàn áp, nhắm mục tiêu. Chính phủ Hoa Kỳ loan báo hôm thứ Tư tuần vừa qua rằng họ sẽ ngừng nhập khẩu bông và cà chua từ khu vực của người Di Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.
Đây là hành động sâu rộng nhất của Mỹ nhằm gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến chiến dịch của nước này đánh vào các dân tộc thiểu số. Các quan chức cho biết là cơ quan hải quan và biên phòng sẽ sử dụng thẩm quyền của mình để chặn các sản phẩm bị nghi ngờ được sản xuất bằng lao động cưỡng bức nhằm cấm nhập bông, cà chua cũng như các sản phẩm liên quan từ khu vực Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc. Tân Cương là nơi cung cấp bông còn lớn nhất ở tầm cỡ toàn cầu. Vì vậy, lệnh cấm này có thể có tác động đáng kể đến thương mại của quốc tế. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ngăn chặn hàng nhập khẩu từ các công ty riêng có liên quan đến lao động cưỡng bức ở Tân Cương, và Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc có vai trò lớn trong chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Lệnh cấm sẽ gây áp lực kinh tế không chỉ đối với Trung Quốc mà cả với các nhà bán lẻ lớn ở trên toàn cầu, cho dù họ vô tình hay không hay là không, khi họ nhập cảng hàng hóa sản xuất bởi những người phải làm việc trong tình trạng giống như chế độ nô lệ. Hợp đoàn Quyền Công nhân, một tổ chức giám sát quyền lao động, ước tính rằng lệnh cấm của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến khoảng 20% nguồn cung cấp bông trên toàn thế giới. Một bản tin liên quan đến Tổng thống tân cử Joe Biden. Ông vừa cho biết là chọn ông Kurt Campbell làm nhà lãnh đạo các chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á. Tổng thống đắc cử Joe Biden vừa chọn cựu quan chức Bộ Ngoại giao, đó là ông Kurt Campbell. Ông này sẽ nắm giữ vị trí mới để điều phối chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á. Ông Campbell là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về các vấn đề Đông Á dưới thời Tổng thống Barack Obama. Công ty tư vấn Asia Group do ông Campbell đứng đầu thông báo ông sẽ tham gia chính quyền của ông Biden với tư cách là điều phối viên các vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương, một vị trí mới trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông Campbell từng là trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương dưới thời cựu chính quyền Tổng thống Barack Obama và là người chủ tọa các chính sách ưu tiên châu Á. Điều phối viên mới dự kiến sẽ lãnh đạo các nỗ lực của Mỹ nhằm gắn kết các đồng minh và các quốc gia có quan hệ tốt, đồng thời dẫn dắt các chính sách liên quan tới Trung Quốc của chính quyền Joe Biden. Trong một bài báo viết cho tạp chí Foreign Affairs, ông Campbell đã cảnh báo sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc đang đe dọa cán cân trật tự khu vực. Và để đối phó với các lực lượng của Trung Quốc, ông Campbell đã đề xuất Mỹ nên đầu tư các máy bay chiến đấu không người lái trên hàng không mẫu hạm và các phương tiện dưới nước cùng nhiều loại chiến cụ khác. Ông cũng đưa ra sự cần thiết phải hợp tác với các nước khác nhằm trải đều các lực lượng của Mỹ trên khắp Đông Nam Á cũng như Ấn Độ Dương. Một bản tin khác liên quan đến ngày lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Joe Biden. Thưa quý vị, bản tin nói rằng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đang bị phong tỏa cho tới lễ nhậm chức Tổng thống Joe Biden. Bản tin cho hay là thủ đô Hoa Thịnh Đốn vắng bóng xe cộ và dường như không có du khách. Thỉnh thoảng mới thấy một vài người chạy bộ tập thể dục, trong khi nhiều toán công nhân xây dựng đang làm việc. Điện Capitol, tức là trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, bị khuất sau nhiều lớp hàng rào cao màu đen. Hãng tin AP đã tường trình cho biết như vậy. Và cách tòa Bạch Ốc hai khu phố, một nhóm vệ binh quốc gia mặc quân phục bước ra khỏi một chiếc xe để tiến vào một khách sạn giữa lúc tình trạng phong tỏa được tuyên bố tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và sẽ kéo dài cho tới hết ngày 20 tháng 1, là ngày diễn ra lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden. Vụ nổi dậy bạo động hồi tuần trước tại Điện Capitol của những người ủng hộ Tổng thống Trump sắp mãn nhiệm đã tác động tới cách thức chúng tôi làm việc với các đối tác liên bang trong việc lập kế hoạch cho lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 59. Đó là lời phát biểu của bà Muriel Bowser, thị trưởng thành phố Hoa Thịnh Đốn. Cục điều tra liên bang FBI đã cảnh báo về các cuộc biểu tình bạo động có vũ trang của những người quá khích có thể có tại 50 tiểu bang cũng như tại thủ đô Washington. Thưa quý khán giả, đó là bản tin sau cùng về Hoa Kỳ đã chấm dứt phần tin đầu của chúng tôi ngày hôm nay.
sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại để nghe tiếp phần tin thế giới với những tin đáng chú ý như sau. Về đại dịch COVID-19, biến thể virus lây lan mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn. Có kháng thể vẫn còn có thể mang virus trong người và làm lây cho người khác.